chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Số hưởng lộc trời, gặp thời phất mạnh, trở mình giàu sang phú quý, cực giàu có. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý vị có bản mệnh tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, chúng ta đã và đang trải qua những tháng ngày không ít khó khăn và thử thách. Có những lúc, sức khỏe của chúng ta suy yếu, công việc gặp nhiều trở ngại, hay tài chính trở nên căng thẳng, khiến ai trong chúng ta cũng cảm nhận được sự mệt mỏi và lo âu. Có thể trong những giây phút ấy, bạn cảm thấy kiệt sức, không biết phải làm sao để thoát khỏi những khó khăn tưởng chừng vô tận và không nhìn thấy được ánh sáng ở cuối con đường. Nhưng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị một tin vui, một cơ hội lớn đang đến gần, như những điềm báo tốt lành xuất hiện trong thời gian tới. Vào đúng 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch 2024, vận may sẽ đến và mở ra cho chúng ta một chương mới, một bước ngoặt đầy hy vọng. Đây là lúc những thử thách sẽ dần được thay thế bằng những cơ hội thịnh vượng và yên vui. Trong hành trình này, quý vị sẽ cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ, từ một giai đoạn khó khăn bước ra, đón nhận những điều tốt đẹp, bình an. Hãy cùng tôi lắng nghe, tìm hiểu chi tiết về tử vi của 7 ngày tới để chuẩn bị cho những thay đổi tích cực, giúp quý vị bước vào một tương lai đầy ánh sáng và may mắn. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, với bản mệnh thuộc hành thổ, sở hữu những phẩm chất đặc biệt, dễ dàng nhận thấy qua cách họ sống và đối diện với cuộc đời. Tính cách của họ thường kiên định, quyết đoán và thực tế. Với cái nhìn rõ ràng về mục tiêu cuộc sống, họ không ngừng nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được những điều mong muốn, bất chấp những khó khăn hay thử thách có thể xuất hiện trên hành trình của mình. Kiên trì và bền bỉ chính là hai từ miêu tả chính xác nhất về những người này. Tuy nhiên, sự kiên trì ấy đôi khi khiến họ trở nên cứng nhắc, không dễ dàng thay đổi quan điểm hay phương pháp khi đối diện với sự mới mẻ hoặc thay đổi. Người tuổi Tân Sửu thường có thói quen làm mọi thứ theo cách quen thuộc của mình, và điều này đôi khi hạn chế khả năng thích nghi với những thay đổi đột ngột. Tuy vậy, điều này cũng phản ánh sự chắc chắn và sự vững vàng trong cách họ tiếp cận cuộc sống. Điểm mạnh nổi bật của người tuổi Tân Sửu chính là sự thực tế và sáng suốt. Họ luôn suy nghĩ một cách logic, thận trọng trong mọi quyết định và rất ít khi bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. Chính vì vậy, họ thường có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, đưa ra những quyết định đúng đắn trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, đôi khi chính sự thực tế này lại khiến họ thiếu đi sự lãng mạn và không dễ hòa đồng trong những tình huống đòi hỏi sự mềm mỏng và tinh tế. Không chỉ vậy, người tuổi Tân Sửu rất coi trọng sự trung thực và có trách nhiệm. Họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ lời hứa và tôn trọng các mối quan hệ. Chính vì vậy, họ nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ những người xung quanh. Họ luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở và giúp đỡ những người thân yêu trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, đôi khi tính cách nghiêm túc và cứng nhắc của họ khiến họ gặp phải một số mâu thuẫn, đặc biệt là với những người có tính cách phóng khoáng và không thích ràng buộc. Dù vậy, khi nhận thấy vấn đề, người tuổi Tân Sửu luôn sẵn sàng điều chỉnh bản thân để duy trì sự hòa hợp và ổn định trong các mối quan hệ. Nhìn chung, người tuổi Tân Sửu là những con người đáng tin cậy, kiên cường và thực tế. Họ có khả năng duy trì sự ổn định trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn và thử thách để xây dựng một cuộc sống vững vàng. Họ có sức mạnh nội tâm lớn và khả năng duy trì lòng kiên nhẫn trong suốt hành trình dài. Đặc biệt, trong khoảng 7 ngày tới, vào cuối tháng 11 âm lịch, những cơ hội tuyệt vời sẽ đến với người tuổi Tân Sửu, giúp họ thay đổi vận mệnh và bù đắp những khó khăn trước đó. Đây là thời điểm mà tài lộc sẽ dồi dào, may mắn sẽ mỉm cười và những gì họ đã kiên trì, nỗ lực trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Cơ hội để người tuổi Tân Sửu đạt được những điều mình mong muốn đã đến, và chính sự kiên trì, quyết tâm trong thời gian qua sẽ là yếu tố quyết định giúp họ thành công. Những thành quả mà họ đạt được trong thời gian này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, mà còn là minh chứng cho khả năng vượt qua mọi khó khăn và xây dựng một tương lai vững chắc, đầy hứa hẹn. Tổng quan tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, có thể thấy rằng người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ trải qua một khoảng thời gian rất thuận lợi trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Theo dự báo, trong giai đoạn này, vận trình của người Tân Sửu sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Nguyệt lệnh Lâm Đế Dượng,
mang lại sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Cụ thể, họ sẽ dễ dàng nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp và những người xung quanh. Đây là cơ hội tốt để người tuổi Tân Sửu khẳng định được giá trị bản thân và thậm chí có thể tiến xa hơn trong công việc, với cơ hội thăng tiến hoặc thăng quan tiến chức nếu biết nắm bắt. Những dấu hiệu này cho thấy một thời kỳ đầy hứa hẹn và khả năng đạt được thành công lớn trong công việc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về công danh sự nghiệp, tự tin và thăng tiến. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, người tuổi Tân Sửu sẽ trải qua một giai đoạn vô cùng thuận lợi trong sự nghiệp. Cảm giác may mắn và thịnh vượng sẽ dây quanh bạn nhờ vào sự trợ giúp của các yếu tố dưỡng khí, đặc biệt là ảnh hưởng mạnh mẽ từ đế dưỡng. Đây là thời điểm để bạn phát huy hết tất cả tiềm năng trong công việc, từ những bước đi khiêm tốn đến những thành tựu lớn lao mà bạn hằng mong đợi. Sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, dễ dàng gặt hái được thành công lớn. Đây chính là thời điểm vàng để bạn chứng tỏ năng lực và khẳng định giá trị bản thân. Các cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và bạn sẽ dễ dàng nhận được sự công nhận từ cấp trên, đồng nghiệp và đối tác. Mọi cố gắng, mọi sự nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng và những thành quả sẽ đến từ những chiến lược đúng đắn, những quyết định kiên định và khả năng làm việc hiệu quả. Bản tính mạnh mẽ, quyết đoán của người tuổi Tân Sửu sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong công việc. Đặc biệt trong giai đoạn này, bạn sẽ không ngần ngại đối diện với những thử thách, bạn sẵn sàng tham gia vào các cuộc ganh đua, tranh giành vị trí để nâng cao địa vị của mình. Chính sự tự tin và quyết tâm đó sẽ giúp bạn chinh phục được những mục tiêu mà nhiều người khác chỉ có thể mơ ước. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong công việc, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và kính phục từ những người xung quanh nhờ vào khả năng xử lý công việc khéo léo, cùng sự quyết đoán trong việc đưa ra quyết định. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo thực sự tài ba là khả năng quan tâm đến đời sống và tâm lý của nhân viên trong đội ngũ. Một nhà lãnh đạo vĩ đại không chỉ là người đưa ra quyết định, mà còn là người biết lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn của cấp dưới. Việc hiểu rõ từng cá nhân, biết cách sắp xếp nhân sự vào những vị trí phù hợp với năng lực sẽ giúp tập thể phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu vững bền. Nếu bạn có thể làm được điều này, tập thể của bạn sẽ trở nên đoàn kết, hiệu quả hơn bao giờ hết và thành công sẽ đến một cách tự nhiên. Tuy nhiên, không phải mọi điều đều suôn sẻ. Kiếp tài xuất hiện trong tử vi của bạn, cảnh báo bạn cần phải cẩn trọng với những người có ý đồ xấu. Họ có thể là những kẻ ganh ghét, tìm cách hạ bệ bạn hoặc gây trở ngại trong công việc. Cũng có thể là những người giả tạo, nịnh bợ, tìm cách lợi dụng bạn. Để bảo vệ bản thân, bạn cần giữ vững lý trí, không để những lời đường mật hay hành động của kẻ tiểu nhân làm bạn dao động. Bạn nên đối diện với họ một cách khôn ngoan, dứt khoát và không để bị lôi kéo vào những phiền toái không đáng có. Nếu giữ được thái độ kiên quyết và quyết đoán, bạn sẽ bước qua thử thách này một cách dễ dàng và tiếp tục phát triển sự nghiệp mạnh mẽ. Về tài lộc, cơ hội và thịnh vượng. Về phương diện tài lộc, 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 sẽ là một giai đoạn rực rỡ đối với người tuổi Tân Sửu. Sự hỗ trợ của nhị hợp mang lại tài vận cực kỳ thuận lợi, mở ra những cơ hội làm ăn và phát triển tài chính mạnh mẽ. Bạn sẽ dễ dàng xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh, củng cố các mối quan hệ xã giao và đạt được những mục tiêu quan trọng trong việc kiếm tiền. Với bản tính điềm tĩnh, cẩn thận và khả năng giao tiếp khéo léo, người tuổi Tân Sửu dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Những mối quan hệ này không chỉ giúp bạn tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc và đầu tư. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn thân thiết, đồng nghiệp hoặc đối tác, và đó sẽ là chìa khóa mở ra cơ hội tài chính mới. Những người có tầm nhìn giống bạn sẽ xuất hiện và giúp bạn nhìn ra những cơ hội hợp tác làm ăn có lợi. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn triển khai những dự án, đặc biệt là trong các lĩnh vực bạn đã có kinh nghiệm. Với một kế hoạch tài chính rõ ràng và khoa học, bạn có thể dễ dàng xác định các cơ hội và hạn chế rủi ro, đồng thời đạt được những lợi nhuận ổn định, tạo tiền đề cho sự thịnh vượng lâu dài. Tài lộc cũng sẽ đặc biệt thuận lợi đối với những người làm công ăn lương.
những nỗ lực và đóng góp của bạn trong thời gian qua sẽ được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Bạn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng xứng đáng, có thể là tăng lương hoặc thưởng nóng. Đây là sự công nhận cho những công sức mà bạn đã bỏ ra, là động lực để bạn tiếp tục phấn đấu trong công việc và không ngừng hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, dù tài lộc đang đến gần, bạn cũng cần lưu ý đến việc quản lý tài chính của mình. Đừng để sự may mắn lấn át sự cẩn trọng trong chi tiêu và đầu tư. Tránh những quyết định tài chính mạo hiểm và những khoản đầu tư thiếu suy nghĩ, vì nó có thể khiến bạn dễ dàng bỏ lỡ những cơ hội lớn. Một chiến lược tài chính rõ ràng và một kế hoạch đầu tư dài hạn sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính, đồng thời tạo dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Cuối cùng, nếu bạn có kế hoạch mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn triển khai các ý tưởng này. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Với sự nỗ lực không ngừng và khả năng tận dụng cơ hội, bạn sẽ đạt được thành công tài chính đáng mơ ước, tạo dựng được một cuộc sống ổn định và thịnh vượng trong tương lai. Về phương diện sức khỏe của người tuổi Tân Sửu 1961, trong 7 ngày tới, từ cuối tháng 11 âm lịch năm 2024, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu sẽ có những dấu hiệu tích cực rõ rệt. Nếu bạn từng đối mặt với các căn bệnh mãn tính hay các vấn đề sức khỏe kéo dài, thì thời điểm này chính là khoảng thời gian bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe khoắn hơn. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả từ sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt và một phần nhờ vào sự điều chỉnh trong cách thức chăm sóc sức khỏe của bạn. Một trong những yếu tố quan trọng giúp cải thiện sức khỏe trong thời gian này chính là việc duy trì thói quen rèn luyện thể chất. Việc tham gia các hoạt động thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hay thể dục nhịp điệu không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi. Những bài tập này không cần phải quá sức, nhưng đều đặn và phù hợp với thể trạng của bạn sẽ mang lại hiệu quả lớn. Bên cạnh đó, việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, đủ dinh dưỡng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe lâu dài. Bạn cần chú trọng đến các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể khỏe mạnh và chống lại các tác nhân xấu từ môi trường bên ngoài. Một chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn nâng cao tinh thần, tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống. Tinh thần tích cực chính là yếu tố quan trọng tiếp theo trong việc duy trì sức khỏe. Nếu bạn có thể giữ cho mình một tâm trạng vui vẻ, lạc quan và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, bạn sẽ giảm bớt được căng thẳng, lo âu, từ đó giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Hãy tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đừng để những lo toan của cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Bạn cũng nên dành thời gian cho bản thân để thư giãn, tránh những căng thẳng không cần thiết từ công việc hay các mối quan hệ xã hội. Các hoạt động như thiền, thở sâu hay đơn giản là thư giãn trong không gian yên tĩnh sẽ giúp bạn giải tỏa stress hiệu quả. Ngoài ra, nếu có thể, hãy tận dụng ánh sáng mặt trời vào những ngày mùa xuân, không chỉ để bổ sung vitamin D cho cơ thể mà còn giúp tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn. Mùa xuân mang lại không khí trong lành và tươi mới, chính là thời điểm lý tưởng để bạn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Đừng quên rằng sức khỏe là nền tảng của mọi niềm vui trong cuộc sống, và chỉ khi bạn cảm thấy khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Về phương diện tình cảm và gia đạo của người tuổi Tân Sửu 1961. Về phương diện tình cảm và gia đạo, 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024 là thời gian lý tưởng để người tuổi Tân Sửu tận hưởng sự an lành và hạnh phúc trong gia đình. Đặc biệt, trong giai đoạn này, bạn sẽ cảm nhận rõ sự gắn kết, bình an và ấm áp từ các mối quan hệ gia đình, nhất là trong mối quan hệ với con cái và những người thân yêu. Khi đã trải qua nhiều năm tháng, người tuổi Tân Sửu giờ đây càng thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của gia đình. Với tuổi tác đã qua đi, bạn càng chú trọng hơn đến sự bình yên, hạnh phúc trong mái ấm của mình. Con cái và những niềm vui giản dị trong cuộc sống chính là nguồn động viên lớn lao, là chỗ dựa vững chắc cho bạn trong mọi thăng trầm cuộc đời. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi chứng kiến con cháu trưởng thành, thành công và mang lại niềm tự hào lớn cho gia đình. Đặc biệt, với những bậc phụ huynh có con cái đã trưởng thành, bạn sẽ cảm thấy vui mừng và tự hào khi nhìn thấy con cái đạt được những thành tựu, những tiến bộ trong cuộc sống. Có thể, con cái sẽ mang lại những niềm vui bất ngờ,
giúp bạn cảm nhận được sự yêu thương và sự quan tâm chân thành. Những khoảnh khắc chia sẻ cùng con cháu sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và quý giá. Các thế hệ trong gia đình sẽ gần gũi và yêu thương nhau hơn, tạo dựng những kỷ niệm đẹp để lưu giữ mãi trong trái tim. Đối với các cặp vợ chồng, đây là thời điểm để củng cố và làm sâu sắc hơn tình cảm. Hãy dành thời gian để đối diện cùng nhau với những thử thách trong cuộc sống, cùng chăm sóc và yêu thương nhau hơn nữa. Những niềm vui trong cuộc sống gia đình sẽ là động lực để cả hai cùng vượt qua mọi khó khăn. Những cặp đôi sẽ có cơ hội để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc, đồng thời cũng chia sẻ niềm vui trong việc nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho người tuổi Tân Sửu, dù có những khó khăn trong công việc hay cuộc sống xã hội, nhưng khi trở về nhà, bạn luôn tìm thấy sự bình an, yên ấm. Mối quan hệ với con cháu sẽ ngày càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa hơn. Hãy tận hưởng niềm vui trong mỗi khoảnh khắc bên gia đình, bởi chỉ có tình yêu thương và sự đoàn kết mới mang lại hạnh phúc trọn vẹn. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến phong thủy trong nhà, đặc biệt là phương vị chính Tây, nơi mang lại sự hòa thuận và thịnh vượng cho gia đình. Hãy giữ không gian này sạch sẽ, thông thoáng và đầy đủ ánh sáng, giúp gia đình luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Những khó khăn trong công việc hay cuộc sống sẽ chẳng thể nào sánh được với niềm hạnh phúc khi bạn được sống trong một gia đình hòa thuận, đầy ắp tiếng cười và yêu thương. Quý khán giả thân mến, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 là một thời điểm đầy hứa hẹn đối với người tuổi Tân Sửu sinh 1961, với những cơ hội lớn trong công việc và tài lộc. Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ không diễn ra một cách suôn sẻ mà đòi hỏi sự kiên trì, sáng suốt và sự quyết đoán từ cô bác tuổi Tân Sửu. Dưới đây là luận giải chi tiết theo hai giai đoạn của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 âm lịch, sự ổn định và cơ hội. Trong khoảng thời gian từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 âm lịch, công việc của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 diễn ra khá ổn định. Bạn có thể cảm nhận được một không gian yên bình, không có sự biến động lớn. Mọi thứ đều diễn ra theo một nhịp điệu quen thuộc và nhẹ nhàng. Điều này mang đến cho bạn cảm giác an tâm, nhưng không vì thế mà bạn bỏ qua các cơ hội tiềm năng. Sự ổn định này không đồng nghĩa với sự trì trệ hay thiếu thách thức. Thực tế, bạn vẫn có thể thấy những cơ hội nhỏ xuất hiện trong công việc, nhất là nhờ vào các mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Các đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao sự chăm chỉ, kiên nhẫn và khả năng chịu trách nhiệm của bạn. Bạn đã luôn thể hiện sự tận tâm và chính trực trong công việc. Điều này đã tạo dựng được lòng tin và sự tôn trọng từ người khác. Tuy nhiên, thời điểm này đòi hỏi bạn cần phải cẩn thận hơn với những chi tiết nhỏ trong công việc. Một vài vấn đề nhỏ có thể phát sinh do thiếu sự chú ý hay sự tính toán chưa thật kỹ lưỡng. Đó là lúc bạn cần thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo để khắc phục những tình huống này. Đồng thời cũng đừng để sự lười biếng hay thiếu chủ động làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Về tài chính, giai đoạn này khá ổn định. Bạn không gặp phải bất kỳ khó khăn tài chính nào, nhưng cũng không có những khoản thu nhập đột biến. Thu nhập từ công việc chính và các nguồn thu nhập phụ đều giúp bạn duy trì cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý hơn đến việc quản lý chi tiêu. Mặc dù không gặp phải các vấn đề tài chính lớn, nhưng sự lơ là trong chi tiêu có thể gây ảnh hưởng không nhỏ. Đây là lúc bạn cần cẩn thận và kiềm chế các khoản chi tiêu không cần thiết. Nếu có dự định đầu tư, đừng vội vàng quyết định vào các cơ hội mạo hiểm. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và có một chiến lược rõ ràng. Vận may trong giai đoạn này khá bình ổn, không có gì nổi bật, nhưng sự ổn định lại mang đến cho bạn cảm giác yên tâm hơn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung vào việc phát triển bản thân, cải thiện kỹ năng và hoàn thành những dự án còn dang dở. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cẩn trọng trong các mối quan hệ công việc. Có thể có những người xung quanh với ý đồ xấu hoặc có thể gây hiểu lầm. Đừng vội tin vào những lời ngọt ngào và luôn duy trì cái đầu lạnh để tránh bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch, thử thách và cơ hội phát triển. Từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch, công việc của bạn sẽ bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Các dự án bạn đang theo đuổi có thể gặp phải những sự cố bất ngờ, hoặc môi trường làm việc của bạn có thể bị thay đổi đột ngột.
Những thay đổi này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, nhưng cũng chính là cơ hội để bạn chứng tỏ bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống của mình. Mọi thứ sẽ không suôn sẻ như bạn mong đợi, nhưng đừng để những khó khăn và thử thách làm bạn nản lòng. Hãy luôn giữ vững tinh thần và làm việc theo kế hoạch đã định. Thành công không đến từ sự dễ dàng, mà từ sự kiên trì và khả năng thích ứng với hoàn cảnh. Tài chính trong giai đoạn này có sự dao động nhất định. Bạn có thể gặp phải những khoản chi tiêu ngoài dự tính, đặc biệt là liên quan đến công việc hoặc các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, nếu bạn đã chuẩn bị một kế hoạch tài chính rõ ràng và có sự tiết kiệm, bạn sẽ không gặp phải nhiều khó khăn về tiền bạc. Thu nhập từ công việc chính của bạn vẫn duy trì ở mức ổn định, nhưng có thể bạn sẽ phải chi tiêu nhiều hơn cho những công việc phát sinh ngoài dự tính. Đối với những người có ý định đầu tư, đây không phải là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định lớn. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi đến khi mọi thứ rõ ràng hơn và có sự ổn định trở lại. Vận may và sự may mắn trong những ngày này có thể xuất hiện dưới dạng những sự cố bất ngờ trong công việc hoặc một số xung đột nhỏ trong các mối quan hệ cá nhân. Bạn có thể gặp phải những kẻ tiểu nhân hoặc những người có ý đồ xấu, muốn lợi dụng bạn. Vì vậy, hãy luôn giữ vững lập trường, đừng để bất kỳ ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Đây là thời điểm bạn cần phải cẩn thận trong giao tiếp, đặc biệt là khi đối diện với những quyết định quan trọng. Luôn chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ mình và đưa ra những quyết định sáng suốt, tránh để cảm xúc hay áp lực từ bên ngoài tác động quá nhiều. Kết luận: nhìn chung, tử vi từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cho thấy một giai đoạn có sự ổn định trong công việc và tài chính, nhưng cũng không thiếu thử thách. Dù gặp phải một số sự cố nhỏ trong công việc và tài chính, bạn vẫn có thể vượt qua nếu giữ vững sự kiên cường, kiên trì và chủ động. Đừng để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Hãy luôn cẩn thận và tỉnh táo trong mọi tình huống. Tháng 11 âm lịch 2024, những ngày may mắn đặc biệt dành cho tuổi Tân Sửu 1961. Tháng 11 âm lịch 2024 sẽ mang đến những cơ hội lớn cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Các ngày may mắn trong tháng không chỉ giúp bạn thăng tiến trong công việc mà còn mở ra nhiều cơ hội tài lộc, đầu tư và những mối quan hệ mới, đầy triển vọng. Dưới đây là những ngày đặc biệt mà tuổi Tân Sửu nên lưu ý, vì chúng sẽ là những cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, thăng tiến mạnh mẽ trong công việc và tài lộc. Ngày 6 tháng 11 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Tân Sửu nhiều cơ hội đột phá trong công việc, đặc biệt là về tài lộc. Đây là ngày mà mọi nỗ lực trước đó của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ nhận được những cơ hội hợp tác mới, mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo dựng được những mối liên kết quan trọng với đối tác và đồng nghiệp. Không chỉ vậy, trong công việc, bạn sẽ đạt được những thành tựu xuất sắc. Điều này mở ra cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong tương lai gần. Về tài chính, bạn sẽ nhận được những khoản thu bất ngờ, có thể là từ tiền thưởng, các khoản đầu tư hoặc thu nhập từ tài sản có được trước đó. Đặc biệt, khả năng mở rộng và phát triển nguồn lực trong công việc cũng sẽ giúp bạn có một nền tảng vững chắc để đạt được những mục tiêu tài chính lâu dài. Các cơ hội này không chỉ giúp tăng trưởng thu nhập mà còn tạo điều kiện thuận lợi để bạn tiếp cận với những cơ hội đầu tư mới. Ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024, sự thăng tiến ổn định và tài lộc đến từ nhiều nguồn. Ngày 12 tháng 11 âm lịch là một trong những ngày quan trọng nhất trong tháng đối với tuổi Tân Sửu. Bạn sẽ duy trì được xu hướng thăng tiến ổn định trong công việc và cuộc sống. Sự phát triển nghề nghiệp của bạn sẽ tiếp tục diễn ra suôn sẻ và bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng và khả năng của mình. Đây là thời điểm để bạn chứng minh bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, mở ra những cơ hội thăng tiến đáng kể trong công việc. Về tài lộc, ngày này sẽ mang đến cho bạn thu nhập đến từ nhiều nguồn lớn nhỏ. Bạn có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hợp đồng mới hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư, dù không cố định ở một phương diện cụ thể. Điều quan trọng là bạn sẽ càng năng động và sáng tạo, càng thu về nhiều lợi ích cho bản thân. Tài lộc đến từ việc bạn không ngừng nỗ lực và cống hiến trong công việc cũng như biết tận dụng tốt các cơ hội. Ngày 15 tháng 11 âm lịch 2024, công việc thuận lợi, tài lộc thịnh vượng. Ngày 15 tháng 11 âm lịch sẽ là một ngày đầy hứa hẹn với những bước tiến mạnh mẽ trong công việc. Công việc của tuổi Tân Sửu sẽ diễn ra thuận lợi,
đặc biệt là khi bạn hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành các dự án chung. Sự đồng lòng và phối hợp chặt chẽ trong công việc sẽ giúp hiệu suất công việc của bạn được tăng cao, tạo ra những kết quả xuất sắc. Lãnh đạo sẽ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của bạn trong suốt thời gian qua. Về mặt tài chính, bạn sẽ có nhiều cơ hội đầu tư và khởi nghiệp. Đây là lúc để bạn đưa ra những kế hoạch và chiến lược khả thi dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý đến việc kiểm soát rủi ro và bảo vệ tài sản của mình. Đôi khi, lòng tham có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, vì vậy hãy duy trì sự tỉnh táo và sáng suốt để bảo vệ tài chính của mình. Bên cạnh đó, đừng quên duy trì thái độ tích cực và thói quen sinh hoạt lành mạnh. Điều này sẽ giúp bạn đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đang đến. Ngày 21 tháng 11 âm lịch 2024, niềm vui và thành công đến từ quý nhân. Ngày 21 tháng 11 âm lịch sẽ là một ngày tuyệt vời với rất nhiều may mắn đến từ trên trời rơi xuống. Trong công việc, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ và ủng hộ, từ đó công việc diễn ra suôn sẻ và đạt được kết quả cao. Sự hỗ trợ của quý nhân sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn và vượt qua những thách thức trong công việc một cách dễ dàng hơn. Về tài lộc, đây là một ngày để bạn gặt hái những phần thưởng hậu hĩnh. Bạn sẽ có sự nhạy bén trong việc đầu tư và quản lý tài chính. Việc bạn có thể nắm bắt được động thái của thị trường sẽ giúp bạn thu về những lợi nhuận khổng lồ. Đây cũng là lúc bạn có thể đẩy mạnh các chiến lược đầu tư, khai thác tối đa cơ hội tài chính để phát triển sự nghiệp và tài sản. Ngày 27 tháng 11 âm lịch 2024, đột phá trong sự nghiệp và tài chính. Ngày 27 tháng 11 âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Tân Sửu nhiều may mắn, nhất là trong việc kết giao với quý nhân. Những mối quan hệ mới này sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn. Sự kết nối này sẽ giúp bạn đạt được những kết quả đột phá trong công việc và bạn sẽ nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ lãnh đạo. Những nỗ lực và trí tuệ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tài chính, ngày này cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội để phát triển. Bạn sẽ thực hiện tốt công việc đầu tư và quản lý tài chính, giúp bạn tích lũy được của cải. Thu nhập của bạn sẽ chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng với sự nhiệt huyết và hết mình trong công việc, bạn có thể nhận được các khoản hoa hồng xứng đáng, giúp cải thiện tình hình tài chính đáng kể. Tháng 11 âm lịch 2024 chính là một tháng đầy hứa hẹn cho tuổi Tân Sửu. Những ngày may mắn trong tháng sẽ mang lại nhiều cơ hội để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, cải thiện tài chính và xây dựng những mối quan hệ vững mạnh. Hãy nắm bắt mọi cơ hội, tận dụng những may mắn này để tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai và đạt được những thành công rực rỡ. Hợp tác kinh doanh của người tuổi Tân Sửu 1961 với các tuổi khác, khai thác tài lộc và phát triển sự nghiệp. Việc lựa chọn đối tác làm ăn là yếu tố then chốt quyết định đến thành bại trong kinh doanh. Để công việc hợp tác thêm suôn sẻ và thuận lợi, không chỉ cần dựa vào năng lực và kinh nghiệm, mà còn cần phải xem xét các yếu tố phong thủy, đặc biệt là sự kết hợp giữa các tuổi. Với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, họ thường được biết đến là người chăm chỉ, kiên nhẫn và có sự quyết tâm rất lớn trong công việc. Tuy nhiên, khi chọn lựa đối tác, việc tìm kiếm người có thể bổ sung được những điểm mạnh và yếu của họ là vô cùng quan trọng. Về tuổi Tân Sửu nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Cùng khám phá chi tiết trong bài viết này. 1. Tuổi Tân Sửu và tuổi Tý tạo nên sức mạnh từ sự linh hoạt và chăm chỉ. Hợp tác giữa tuổi Tân Sửu và tuổi Tý là một sự kết hợp lý tưởng. Người tuổi Tân Sửu có thể thiếu ý tưởng sáng tạo nhưng bù lại họ có sự kiên trì, chăm chỉ trong công việc. Khi kết hợp với tuổi Tý, người tuổi Tý sẽ giúp bổ sung tính sáng tạo, sự linh hoạt và khả năng tìm ra những cơ hội mới trong công việc. Cả hai sẽ giúp nhau hoàn thiện hơn, mang lại thành công lớn trong công việc kinh doanh. 2. Tuổi Tân Sửu và tuổi Sửu đồng lòng trong công việc nhưng cần cẩn trọng. Khi hợp tác với người cùng tuổi Sửu, cả hai sẽ có một sự kết nối mạnh mẽ nhờ tính chăm chỉ, cẩn trọng và quyết tâm. Tuy nhiên, đôi khi sự võ đoán và cứng nhắc của một bên có thể tạo ra sự mâu thuẫn. Nếu có thể kiên nhẫn và hiểu nhau hơn, mối quan hệ hợp tác này sẽ rất vững mạnh, giúp công việc phát triển ổn định và lâu dài. 3. Tuổi Tân Sửu và tuổi Dần khai thác tiềm năng của mỗi người. Mối quan hệ giữa tuổi Tân Sửu và tuổi Dần có thể tạo ra một sự kết hợp đầy năng lượng khi tuổi Dần mang đến sự táo bạo,
thông minh và những ý tưởng sáng tạo. Ngược lại, tuổi Tân Sửu sẽ giúp tuổi Dần phát triển khả năng kiên nhẫn, tập trung và tính kỷ luật trong công việc. Cả hai đều có thể học hỏi và bổ sung cho nhau, tạo nên một cặp đôi đối tác lý tưởng trong công việc. 4. Tuổi Tân Sửu và tuổi Mão, sự hài hòa và bền vững. Khi hợp tác với người tuổi Mão, người tuổi Tân Sửu sẽ tìm thấy sự hòa hợp trong công việc nhờ vào sự điềm đạm, kiên nhẫn của cả hai. Tuổi Mão luôn đánh giá cao sự chân thành, cẩn thận của tuổi Tân Sửu, đồng thời cũng sẽ giúp người tuổi Tân Sửu dễ dàng giao tiếp hơn. Sự kết hợp giữa tuổi Tân Sửu và tuổi Mão sẽ tạo nên một đội ngũ làm việc vô cùng vững chắc, với sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả. 5. Tuổi Tân Sửu và tuổi Thìn, thành công nhờ tinh thần cầu tiến. Mối quan hệ giữa tuổi Tân Sửu và tuổi Thìn sẽ mang đến sự kết hợp mạnh mẽ trong kinh doanh. Tuổi Thìn có khả năng nhìn xa trông rộng, nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội, trong khi tuổi Tân Sửu lại có sự kiên nhẫn, quyết tâm và làm việc có kế hoạch. Sự kết hợp này sẽ giúp cả hai vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn trong công việc. 6. Tuổi Tân Sửu và tuổi Tỵ, cộng tác tinh tế và thận trọng. Cặp đôi tuổi Tân Sửu và tuổi Tỵ có thể tạo nên sự kết hợp tuyệt vời trong công việc nhờ vào tính thận trọng và thực tế của tuổi Tân Sửu. Người tuổi Tỵ, với sự khôn ngoan và nhanh nhạy trong việc ra quyết định, sẽ là đối tác lý tưởng giúp cho người tuổi Tân Sửu dễ dàng phát triển ý tưởng và hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Đây là một cặp đôi hợp tác tuyệt vời trong môi trường kinh doanh. 7. Tuổi Tân Sửu và tuổi Ngọ, sự thử thách trong việc tìm ra con đường chung. Mặc dù cả tuổi Tân Sửu và tuổi Ngọ đều chăm chỉ và có năng lực, nhưng tính cách của tuổi Ngọ có thể thay đổi nhanh chóng và không ổn định. Điều này đôi khi sẽ làm khó người tuổi Tân Sửu. Tuy nhiên, nếu cả hai có thể tìm ra được con đường chung và có sự đồng lòng trong công việc, mối quan hệ này vẫn có thể mang lại thành công lớn. 8. Tuổi Tân Sửu và tuổi Mùi, sự phát triển bền vững nhờ sự hiểu biết lẫn nhau. Hợp tác giữa tuổi Tân Sửu và tuổi Mùi có thể rất thành công nếu cả hai đều hiểu và tôn trọng những điểm mạnh của nhau. Tuổi Tân Sửu với sự chăm chỉ và tính kiên trì sẽ giúp tuổi Mùi vững vàng hơn trong công việc, trong khi đó tuổi Mùi sẽ mang đến sự mềm mỏng, linh hoạt và sáng tạo. Nếu biết hỗ trợ và học hỏi từ nhau, mối quan hệ này sẽ bền vững và phát triển mạnh mẽ. 9. Tuổi Tân Sửu và tuổi Thân, mối quan hệ khó xử do sự khác biệt trong mục tiêu. Mặc dù cả tuổi Tân Sửu và tuổi Thân đều có năng lực và quyết tâm, nhưng họ có cách tiếp cận công việc rất khác nhau. Tuổi Tân Sửu thích làm việc một cách cẩn thận, tỉ mỉ và theo kế hoạch, trong khi tuổi Thân chỉ bắt tay vào công việc khi chắc chắn kết quả là tốt. Sự khác biệt này có thể dẫn đến sự bất đồng trong công việc. Tuy nhiên, nếu có thể tìm được sự đồng điệu, họ vẫn có thể hợp tác thành công. 10. Tuổi Tân Sửu và tuổi Dậu, kết hợp vững chắc nhờ sự cẩn trọng và thực tế. Cả tuổi Tân Sửu và tuổi Dậu đều là những người thận trọng, thực tế và ít thích mạo hiểm. Sự kết hợp giữa họ sẽ tạo ra một mối quan hệ hợp tác ổn định, bền vững trong công việc. Tuổi Tân Sửu sẽ là người đứng vững trong các quyết định quan trọng, còn tuổi Dậu sẽ thúc đẩy và tạo động lực để công việc phát triển theo hướng tích cực. 11. Tuổi Tân Sửu và tuổi Tuất, thành công nhờ sự tin cậy và đoàn kết. Tuổi Tân Sửu và tuổi Tuất có một sự kết hợp vô cùng ăn ý. Cả hai đều có giác quan kinh doanh rất nhạy bén và luôn chăm chỉ làm việc. Tuổi Tuất có khả năng đọc vị tâm lý và giúp đỡ người khác trong công việc, trong khi tuổi Tân Sửu luôn tin tưởng vào khả năng và sự tận tâm của đối tác. Đây là một mối quan hệ hợp tác bền vững, mang lại thành công lâu dài. 12. Tuổi Tân Sửu và tuổi Hợi, hợp tác thành công nhưng cần hài hòa tính cách. Tuổi Hợi và tuổi Tân Sửu có thể hợp tác rất thành công nhờ sự chăm chỉ và lý tưởng chung trong công việc. Tuy nhiên, sự bướng bỉnh của cả hai có thể tạo ra những mâu thuẫn nhỏ nếu không biết nhường nhịn và linh hoạt. Nếu cả hai có thể duy trì sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau, họ sẽ tạo ra một đội ngũ làm việc mạnh mẽ và đạt được thành công vượt bậc. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị khán giả thân mến, trong cuộc sống, không có điều gì nguy hiểm bằng việc không biết đủ, không có gì tai hại hơn lòng tham muốn vô hạn. Lòng tham của con người như chiếc túi không đáy, không có giới hạn, không bao giờ cảm thấy đủ. Và nếu như vậy, liệu chúng ta có thể thật sự đạt được sự thỏa mãn? Nếu không thỏa mãn, thì làm sao có thể nói là vui vẻ được? Thực chất, chúng ta chỉ có thể tìm thấy niềm vui trong những khổ đau do tham vọng mang lại.
Đức Khổng Tử từng dạy rằng người quân tử có 3 điều cần phải phòng tránh trong cuộc đời. Lúc còn nhỏ, khí huyết chưa đủ sung mãn, phải giữ gìn sắc dục. Khi đã trưởng thành, khi khí huyết thịnh vượng, cần tránh tính ham tranh đấu. Khi về già, khí huyết suy yếu, cần phải tránh tính tự đắc và tham lam. Những lời dạy này nhắc nhở chúng ta rằng sự điều độ và tỉnh táo trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Có câu thơ đã nói rằng, gửi thân phù du trong trời đất, để nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc đời. Chúng ta không thể kiểm soát được sinh mệnh, nhưng có thể điều khiển được tâm tính của mình. Mỗi người có thể sống sao cho con đường đi của mình rộng mở, có thể lựa chọn cách sống tích cực và sáng suốt, tránh xa sự tham lam và tranh đua. Cuộc đời không phải là sự khổ đau, mà khổ đau đến từ dục vọng. Con người không mệt mỏi vì phải tranh đua, mà vì lòng tham không đáy. Nếu có thể sống với tâm hồn nhẹ nhàng, không bị chi phối bởi dục vọng, chúng ta sẽ thấy cuộc sống trở nên bình yên và hạnh phúc hơn. Điều này cũng phản ánh một trong những tư tưởng lớn của triết lý sống, cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng. Chúng ta phải biết quý trọng từng giây phút trong cuộc sống, không tranh giành với người khác, không lo âu về những thứ không phải của mình. Việc sống mà không tranh đua, không tham lam, chính là một cách sống trí tuệ. Thực sự, một đóa hoa héo tàn không làm mất đi mùa xuân, thất bại chỉ là một phần của cuộc sống và không thể làm tắt đi ánh sáng của cuộc đời. Làm người, suốt cả cuộc đời là một quá trình học hỏi và trưởng thành. Từ sự ngây thơ của tuổi thơ đến sự chín chắn của trưởng thành, mỗi giai đoạn trong đời đều mang một bài học riêng. Chính trong những thử thách và khó khăn, con người học cách kiên nhẫn, học cách vượt qua bản thân, học cách trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Một tâm trạng tốt là yếu tố quyết định để cuộc sống trở nên tốt đẹp. Tâm trạng ảnh hưởng đến mọi điều trong cuộc sống. Khi tâm lý thoải mái, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Ngược lại, khi tâm trạng bất ổn, chúng ta dễ dàng thất bại và không thể thực hiện được điều gì như ý. Đôi khi, chúng ta không thất bại vì người khác mà do chính mình, vì không kiểm soát được tâm lý, để sự căng thẳng và lo âu chi phối. Vì thế, hãy luôn tìm cách giữ cho tâm lý thật bình tĩnh và mạnh mẽ. Hãy học cách đối diện với thất bại một cách nhẹ nhàng, không than vãn hay bi lụy. Khi bạn ngã, đừng khóc. Hãy đứng lên, vỗ nhẹ bụi bặm và tiếp tục đi. Mỗi lần vấp ngã là một bài học quý giá. Hãy biết rút ra bài học từ những thất bại đó để vững vàng và trưởng thành hơn. Mỗi người đều có số phận riêng. Cuộc sống của chúng ta không phải chỉ dựa vào may mắn, mà vào sự nỗ lực và phấn đấu của chính bản thân. Chỉ khi cố gắng hết mình, chúng ta mới có thể đạt được kết quả xứng đáng. Sự thành công không đến từ sự may mắn mà đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Hãy nhớ rằng những người thành công luôn có một câu chuyện về sự kiên trì, nỗ lực và những hy sinh thầm lặng mà ít ai nhìn thấy. Chúng ta thường ngưỡng mộ những người xung quanh, nhưng ít ai hiểu rằng đằng sau những thành công đó là một quá trình dài đằng đẵng của sự cố gắng, kiên trì và học hỏi. Đừng mãi mê so sánh mình với người khác. Hãy sống cuộc sống của chính mình, vui vẻ với thành công của người khác và sẽ thấy rằng tâm hồn mình rộng mở, hạnh phúc và an nhiên hơn. Cuộc sống này, nếu không có dục vọng và sự tranh đua, sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Đừng để những điều phiền muộn ngoài kia chi phối tâm trí của mình. Đừng vì lòng tham mà gây khó dễ cho người khác. Đừng tranh giành những thứ không thuộc về mình. Đôi khi, sự thiếu kiên nhẫn và lòng tham có thể ngăn cản chúng ta trên con đường đi đến thành công. Cuộc sống này khó nhất là thông tỏ được mọi thứ. Khi đã hiểu rõ, đã nghĩ thông, mọi điều sẽ trở nên đơn giản. Khi chúng ta có thể nhìn thấy bản chất của vấn đề, chúng ta sẽ không còn bị ám ảnh bởi những lo lắng không cần thiết. Một tâm hồn thanh thản sẽ giúp chúng ta không bị quấy nhiễu bởi sự tham lam và dục vọng. Những người có tầm nhìn rộng lớn, họ luôn biết mình muốn gì và tiến thẳng về phía mục tiêu đó. Họ không để tâm hồn bị xáo trộn bởi những chuyện nhỏ nhặt, không bị quấy nhiễu bởi những điều không đáng. Họ không sống vì cái lợi cá nhân, mà vì sự thiện lương và lòng bao dung. Chính nhờ thế, họ có thể sống an yên và không bị áp lực. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình tìm kiếm sự chân thành, tình yêu và hạnh phúc. Khi chúng ta sống thật lòng, không tính toán, không vụ lợi, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy chia sẻ với người khác, giúp đỡ những người khó khăn, và niềm vui sẽ đến với chính bạn. Khi chúng ta sống đúng với chính mình, khi chúng ta trân trọng mỗi khoảnh khắc và không để lòng tham chi phối,
cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.